Kênh Đô La Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 8. Rồi, cũng như mọi hôm, nay em lên Đô La Mỹ tổng hợp có gì lên đó các bạn. Và các bác chọn được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 14 5965. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Em lên nghe các bạn. Đầu tiên rồi, em lên vài con áo xanh không quân đi. Full lock size đẹp, size 40 regular, chuẩn cấp phát lính Mỹ, chuẩn cấp phát cho Học viện Không quân Mỹ nghe các bác. Đề 90. Rồi, lót phụ tháo rời được nha. Các bác có thể mặc được mùa thu và mùa đông. Rồi, cổ áo cũng còn ok. Rồi, áo và lót cùng đồng bộ nha, cùng đời. Này bụi thôi các bác. Bụi nó bám rồi, em cạo nó ra sạch sẽ nha. Bò các bác nhìn bò còn ôm khít, mấy này bụi thôi, độ mới cao đấy, độ mới rất cao nha, trên 95%. Đây là những cái vết bụi nó bám nha các bác, bụi thôi, mới độ mới trên 95% nha. Áo còn rồi, size 40 regular, chuẩn cấp phát lính Mỹ. Rồi, em còn giờ này về được ít áo mưa poncho nha các bác, đợi chút em lên. Size đẹp ha, cỡ như em mang vừa đẹp nha. Cổ bẻ ha, cầu vai, tay bò, độ mới trên 95%. Và size đẹp ha, 1m62 cũng được. Này có bo thì mặc dài. Các bác thấp hơn 1m6 đến 1m74. Rồi và 60 đến 70 cân nha. 70 là thoải mái đó, cái thực tế cái đó 74, 75 cũng được, nhưng mà ôm quá nó không đẹp thôi, cứ từ 60 đến 70 là đẹp rồi. Độ mới cao không tì vết, 500.000 đồng full lock nha các bác, full lock. Để em đo, đợi chút em lên lộn xộn nha. Vai 50, tay 68 và dài 66 ha. 500.000 đồng, mã số 74. Cái thứ nhất nè, rồi em lên cái thứ hai. Cái này nó lại không có cái lót phụ. Cái này size 40L. Con này cổ đâu còn ok, cũng độ mới cao nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ. Năm 2008 nha các bác, ngay cái chỗ này viết nó che 2008. SBM1C1. Rồi, theo logo đây. Chuẩn cấp phát cho Học viện Không quân Mỹ ha. Đại khái là thiếu sinh quân, đại khái đây. Rồi size 40L. Rồi, độ mới cũng, cái này nó bị dơ các bác, cái này nó dơ nghe, dơ. Các bác về giặt giùm em bao ra, nó chỉ dơ thôi nha, nó dính dơ thôi, giống như tay người ta chạy vậy đâu. Bo cũng còn ok, bo nó cũng dơ thôi. Rồi, trở nên hơi xù xù sợi vải lên này, nên nó xù thôi, không bị lủng hay gì đâu nha. Rồi, về các bác cắt le quẹt thui là được. Nó chỉ dơ cái tay thôi, về giặt em bao ra, độ mới trên cũng 95% đấy. Sau khi các bác giặt nha, các bác tay bên này sạch tưng. Tay bên này sạch, bên nó chỉ dơ, em bao ra.
Rồi, được cái là nó có dàn dàn tem nha. Các bác đợi em xem có cái lót không. Có cái mà của size 38 các bác. Không biết có lọt hay không nha. Áo này cũng còn độ mới cao nha, có điều nó dơ cái đó thì em đã báo, nhưng mà các bác cứ yên tâm, em bao ra. Cái này các bác có thể lấy lót và có thể không lấy lót nha. Em thử coi có vừa hay không. Cái lót này thì nó của cái áo khác, nhưng mà nó cùng một loại áo nha. Cái lót này là size 38 này, 38 regular. Và cái áo thì size 40 lon. Nhưng mà gắn vô thì nó khớp nha các bác. Em kéo chiều dài nó cũng vừa luôn, không bị hụt nha, không hụt nha các bác, nó vừa khít. Mặc dù cái lót nó nhỏ hơn một size, nhưng mà thường cái lót nó may rộng hơn, nhưng mà cái này bây giờ bỏ vô là vừa khít nha. Các bác có thể không lấy lót nha, có thể lấy lót hoặc có thể không lấy lót. Em sẽ báo hai giá để các bác tìm là nắm bắt nha. Rồi, cái này 40 cái hôm nãy là size bao nhiêu ta? Cái nãy cũng size 40 đấy, cái này cũng 40, cũng từ 60 đến 70. Lon thì các bác từ mét 65 đến mét 75 77 gì cũng được. Rồi, được cái có dàn tem. Các bác lấy áo không lấy lót 450.000. Nếu lấy cả lót thì thêm 100.000. Là 550.000 cái lót mới tinh. Lót mới tinh nha. Các bác không lấy lót thì bảo em là 450.000. Còn nếu lấy cả lót là 550.000. Rồi em đo. Vai 50 nè. Tay 68. Và dài 69 nha các bác. Mã số 75. 450 là không lót nè, 550 có lót. Mã số 75 nha các bác. Tiếp tục. Các bác để em lên nè, cho nó hết cái này đi rồi. Rồi em qua. Rồi em lên một con size 48. Cái này size to, size 48R, chuẩn cấp phát lính Mỹ. Cái này là lính Mỹ nha, nhưng mà nó gọi là thật, nó học viện không quân, áo dành cho học viện không quân, đời 2013 nha các bác. Rồi áo còn ok, cổ đâu cũng chưa có dấu vết, áo còn đẹp, cũng 95%. Mấy cái này bụi thôi nha, bụi thôi. Rồi 95%, khỏe đấy các bác, áo còn ok, bo còn ok khít như thế này. Rồi 350.000, độ mới cao 95%. Nói chung size nó size 48 thì có trên 80 cân, 80 đến 95 cân ha, 80 đến 90 cân. Size to thì em bán rẻ hơn chút. 350.000, mã số 76 nha các bác. Mới không, tức là độ mới cao, đẹp, không tì vết nha. Tất nhiên hàng đã qua sử dụng. Mã số 76, 350.000. Rồi, vai 55. Tay 68, cứ mét 65 trở lên là được. Và dài 69 nha, 350.000. Rồi chuẩn học viện không quân. Mấy cái này cái form nó cũng đẹp đấy các bác. Nó vẫn là hàng cấp phát, nhưng mà giá thì nó hợp lý. Rồi em sẽ lên một cái nữa. Cái này cũng mới lắm các bác. Em sẽ lên một cái này, sau đó em lên lộn xộn nha. Rồi size cũng size 48. Cái này cái kia 95%, cho cái này nó phải 98 là có đó. Size 48 regular. Cùng size với cái nãy.
cùng size nha. Cái này thì nó, cái này cũng đời 2013, chuẩn cấp phát cho thiếu sinh quân học viện không quân Mỹ ha, đại khái rồi. Rồi cái này mới 98% khỏe, mới lắm. Rồi không tì vết ha, hàng khui thì nó hơi nhăn thôi. Rồi và nguyên cái tem ROTC nha, tức là sĩ quan đấy các bác, trường đào tạo. Cái này dành cho gọi là sĩ quan đấy, cán bộ. Cán bộ cao cấp đây các bác. Rồi. Cũng từ 80 cân trở lên, 1m65 trở lên. Mới lắp nhưng mà cái này thì các bác gõ lại thôi. Cái này nó ép kiện cái tay cầm nó hơi móp. Em bẻ không biết nó có gãy không đây. Chơi luôn nghe các bác. Cái này chắc bằng đồng chắc khó gãy. Đồng đen nha các bác. Đồng mà mạ đen chứ không phải đồng đen. Rồi. Đó em bẻ sơ sơ nó hơi méo méo, về các bác uống lại tí thôi. Rồi, ổn nha, không vấn đề. Rồi, con này độ mới 98% này, mới lắm. Rồi, em bán 400.000 đồng. Vai 55, tay 71, và dài 71 luôn nha các bạn. 400.000 đồng, mã số 77. Rồi tiếp tục. Rồi em lên vài cái áo mưa này. Rồi em lên một cái quần vi tính nha, nó theo form thủy quân lục chiến nhưng mà cái này sẽ nó nhỏ các bạn. Cái này nó nhỏ nha, cái này thời trang thôi. Chỗ gối nó cũng hơi phai phai nhẹ nhẹ cái gối nha các bạn. Cái này thời trang thôi nha, các bác mua về cho các cháu hoặc là mua về cho các chị ha. Logo thủy quân lục chiến đàng hoàng nha, của hãng Chopper. Tất nhiên thời trang thôi. Size lát nhưng mà lát baby. Made in Hồng Kông nha, made in Hồng Kông. Rồi khóa kéo, khóa độc, túi. Cái này thời trang thôi, độ mới tầm 90% trở lên đấy. Cái chỗ này nó hơi phai nhẹ nhẹ cái gối tí thôi. Còn lại ổn nha, bên này thì nhẹ hơn. Logo Chopper. Rồi em bán 200.000 đồng. Các bác mua về cho các cháu ha, hoặc các thím cũng được. Eo 72, kéo căng 74 nha. Rồi, độ mới 90%, dài 93.5, ống 19 nha các bác. Rồi, ổn hết nha, còn ngoài ra là ổn đều hết, hơi phai phai nhẹ nhẹ ngay cái đầu gối này. Các bác thấy không? Một bên này thì không vấn đề, bên này nhẹ đấy. Rồi, em bán 200.000 đồng, mã số 78. Tiếp tục. Một con này nó giống áo cảnh sát đó. Mà cái form thì nó giống form thế chiến. Khóa talon. Khóa talon. Cái này từ cái miếng cái giấy người ta ghi size 40R hả? Đại khái cái miếng giấy trắng để người ta ghi tên thôi, còn cái tem chính của nó ở đâu rồi coi. Không thấy tem các bác. À cái này nó ép chung với cái áo da đó các bác, áo da simili nó dính vô thôi nha. Nè cái này em bao ra nha, đây em cạo nó ra nè. Đây các bác nhìn nha, kiện này nó khui nó dính chung một cái áo da, nhưng mà áo da đó bằng simili nó dính qua thôi. Rồi em bao ra nha, về cạo cho nhé. Rồi sạch nha, em mới đẩy cái là nó bay hết nè, còn tí nữa là vò sạch nha. Đây nghe các bác. Rồi cái đó là không
không vấn đề nha, cái đó không phải về xử lý là đã sạch sẽ, đã khóa talon này các bác, talon USA rồi. Mở lưng nha, có mở lưng nha các bác. Cái này không biết sao nó tháo nút hết. Cái nút này của nó là nút ghim rời á các bác, chứ nó không phải khâu vô, nó có cái chốt mình nhét vô đó. Rồi, thường mà mấy áo cảnh sát rồi nó hay có cái này để đeo bản tên rồi đó. Này cũng vậy nha. Nút nếu các bác lấy thì em gửi tặng kèm một bộ nút vàng luôn. Vàng đồng đó, bắt nút kim loại bằng đồng vàng nha. Này nó tháo tem, không có dấu nha, chỉ thừa thôi, không có dấu vết luôn nha. Rồi, tay liền. Rồi, bác nào mới lắp con này mới màu dạng như màu nâu á các bác, màu nâu hạt dẻ đấy, đại khái vậy. Rồi, mới lắm nha. Rồi, form cổ vét nè. Mà không biết cuộn nào luôn đó. Khóa talon thì thường là cuộn Mỹ rồi. Nhưng mà phải có cái chứng minh, không thấy gì để chứng minh với các bác. Nhưng là không thấy tem đâu. Và khóa talon. Rồi, mấy hộp nút thì các bác lấy nhớ nhắc em nghe để em gửi kèm. Nút vàng luôn đó, đồng bộ với cái viền. Mới lắm các bác. Có cái lỗ ở đây nữa nè, bỏ viết ha. Cái form ổn đó. Khóa độc chìm luôn nha. Rồi, 1m7 đổ lại. 1m72 cũng được, nhưng mà chú ý cái lưng nha, lưng ngắn thôi. Và 60 đến 72 cân. 72 được nha, còn không thoải mái thì cứ 70, 60 đến 70. Rồi, 1m72 đổ lại. Chú ý cái lưng nha, form này, cái này là form lưng vừa thôi, không dài. Ổn các bạn. Ổn đúng không? Ồ, không tì vết nha, mới lắm, rất là mới luôn đấy các bạn. 97.5%, thậm chí chưa sử dụng là có đấy. Cứ em cứ báo thế thôi, 97.5%. Không tì vết nha, tất nhiên cái này là dơ em bao ra nha. Này là dính trong cái áo simili. Áo da simili nó dính qua thôi, không phải là si đâu nha. Simili là da giả, nó dính, nó bị lão hóa dính qua thôi. Này tẩy ra bao sạch, mai em xử lý cho các bác luôn. Rồi, độ mới rất cao nha, và chú ý nó có mở lưng nha các bác, để ý mấy cái áo nó có mở lưng nha. Nhìn cái form nó, nhìn cái form nó đẹp các bác, giống những cái áo M65 nó cũng mở như thế này, nhìn cái form nó đứng hơn là áo M51 các bác thấy không? Ok rồi, em bán 500.000 đồng. Cái chất vải nó đây nha các bác, chất vải nó đây. Rồi, chỉ biết của Mỹ thôi, chứ còn cấp phát hay không nè, không biết nha. Khóa talon thì thường nó của Mỹ. Còn chả thấy tem cho nên cứ tính sau đi. Em cứ báo rồi. Cầu vai đầy đủ nha, không tì vết nha. Đó, mấy cái này nó có tem nè, nhưng mà nó tháo ra còn chỉ thừa thôi, cũng không có dấu kim luôn nha. Ok. Rồi, bác nào thấy hợp lý cái chất vải. Chiếc vải ok lắm. 500.000 đồng. Vai 47 này. Tay 61. Và dài, dài 57 nha các bác. Mã số 79. 500.000 đồng. Rồi tiếp tục. Chắc em lên mớ áo mưa. Để đây về được vài con áo mưa. Rồi em lên như được vài con poncho. Những cái dòng poncho này thì các bác biết rồi, nó những cái cổ là thường nó dán, nó quét keo nghe. Quét keo thì nhìn mình nhìn nó vậy thôi. Cái này nó đã qua sử dụng, nó quét keo thì nó vậy thôi. Có cái này thì nó đỡ hơn, có cái nó nhiều hơn. Này thì nó cũng hơi gãy gãy. Thường là nó
cái này nó công nghệ ngày xưa nó làm, nó không như bây giờ là nó ép sim lên ngày xưa. Nhưng mà cái này nó ép sim cũng được, nhưng mà cái chất này nó ni lông nó phủ PVC, cho nên khi ép sim thì nhiệt độ cao có thể nó sẽ chảy cái PVC, cho nên người ta có thể quét keo. Còn đời xưa thì nó chưa có công nghệ quét quét ép sim thì nó sẽ quét keo đa số như thế này. Nhưng mà kiểu của nó vậy nha, chứ không phải là bị ấy gì đâu. Tất nhiên có cái bị, có cái nhìn nó trắng nhiều, có cái trắng ít, với lại nó có thể nó hơi mặt nó xếp nhiều, nó có những cái vết gãy gãy. Để em kiểm tra lỗi nha. Dây còn nha, dây còn. Mấy cái này các bác không xài gỡ ra được. Chuẩn cấp phát lính Mỹ ha. Chưa thấy tem mà đã báo chuẩn rồi. Đây, năm 86 nghe không? DLA chập và đời 86 nha. Chuẩn đến Mỹ. Rồi, cái này các bác có thể làm lều ha. Có thể làm lều, có thể làm áo mưa hoặc là phủ đồ cũng được nha. Nó có những cái khoen này. Đó, và có những cái nút hai mặt này. Các bác áo này các bác mặc hai mặt, mặt nào cũng được. Và đó, nó bấm hai mặt luôn. Nút nó hai mặt nha. Ok, rồi. Ổn hết. Rồi, bây giờ em kiểm tra lỗi nha. Đó, cái này là cái dấu nó may nè. Đó, thì thường nó cũng quét keo đây để mưa nó không có thấm qua những cái đường chỉ đó các bác. Sạch sẽ nha. Quan trọng có lỗi hay không thôi. Không lỗi lầm, không lỗi lầm tiền hết. Ok, rồi to lắm nha các bác, thoải mái, các bác mang thoải mái luôn nha. Cái này làm lều, làm bạc, phủ đồ cũng ok, không lỗi lầm nha, không lỗi lầm. Chiếc nó còn độ mới còn ok. Độ mới còn ok nha. 95 được đấy. Cái quét keo thì chắc chắn là cứ cho rồi. Cái nào nó có keo thì tất nhiên cái keo nó cũng, nó có keo thì có thể nó hơi bay một số, nhưng mà vẫn đi mưa vẫn ok. Rồi em đo. Ồ, tha hồ các bạn. Nó có những cái móc này các bạn, làm lều làm bạc gì cũng được. Rồi, bề ngang là 1,5 m này. 1,65 m nha các bác. Còn bề dài của nó đó. 1,65 m nhưng cho 53 ha. 1,5 m tổng thêm 53 là 2,03 m. 1,65 m nhưng cho 2 m nha. Rồi, không lỗi lầm. Em bán 1.100.000 đồng, 1.100.000 nha các bác, mã số 80. Rồi, được có mấy cái rồi. Ồ, con này mới keng này, con này mới lắm, con này cái cổ nó cũng quét keo nhưng mà cái nhìn nó không có bị gì. Không có bị bay, không có bị, tức là nó vẫn những cái bọt trắng nó vẫn có tất nhiên rồi đó, nhưng mà nó cái kia nó chưa có bị lão hóa như cái kia. Rồi ok các bạn. Ô, con này còn đẹp nha. Ô, con này mới lắm, mới keng luôn nha các bác. Đó, cái đường may của nó nè, nghe đi. Đây, mới lắm. Dây này, các bác nhìn cái dây này, mới tinh, chưa sử dụng là có chứ. Để em coi nha, cái này. Rồi, con này đời 93. Đây là anh chăm và đời của nó đây, đời 93 nha, các bác nhìn tem mới keng.
rồi mới lắp, mới tinh luôn các bạn, mới lưu kho chưa sử dụng là có đấy. Bởi vì các bạn nhìn này, nhìn những cái dây, những cái này nó còn chưa có, gọi là cái dây nó còn chưa có dấu vết gì. Rồi cái này chắc chiều thông số nó như nhau thôi nha, nhưng mà em cứ đo đi. Rồi như nhau các bạn, 65, 1m65, nhưng chờ rồi bằng nhau hết nha các bác. Rồi 2m03 luôn, đi chè. Mới tinh lưu kho nha, mới lưu kho chưa qua sử dụng, để coi có lỗi không nha. Buồn buồn nó ép kiểm kính. Rồi nó có cứng một tí, cứng một tí các bạn. Đây thường mấy này ép kiện hay bị, bởi vì cái vải nó mỏng cứng tí thôi, nhưng mà ở dưới nó nằm cái phần dưới cái la đó, rất là, tất nhiên nó là cái lỗi rồi, nhưng mà tất nhiên là rất là nhẹ nha, nhẹ thôi, chả vấn đề đâu các bạn, cứ để vậy mà không vấn đề, tất nhiên nó là cái lỗi ha. Đấy rồi hơi tiếc tí xíu, nhưng mà nói chung là bác nào thấy hợp lý chốt, quan trọng là nó mới tinh chưa sử dụng nha, mới tinh chưa sử dụng. Cái này là ép kiện thôi, thường khi người ta ép kiện mấy cái nút này nè nó cứng vô thôi, thì mấy cái này thì hơi tiếc tí, nhưng mà bác nào thấy hợp lý chốt cho em, mới tinh luôn các bác biết ha, nhỏ thôi, rất là nhỏ nha. Rồi em bán. Cái đó là chả đáng kể, tất nhiên nó nằm phía dưới này nè, nhưng mà chả sao. Em bán 1.100.000 luôn, 1.100.000, mã số 81. Rồi mới tinh lưu kho. Rồi còn cái này em lên luôn. Rồi con này cũng mới lục, nhìn cái lớp keo này chưa có dấu vết gì ha, những cái này cái bọt keo nó lên thôi thì bình thường, nhưng mà cũng độ mới rất chặt. Ok cái này vẫn ok hết nha, chưa dược keo gì đâu nghe các bác. Rồi cũng mới lắm. Ok quét này, xem nó có lỗi gì không này. Mới quay cái lụng cái xong. Rồi. Chuẩn cấp phát lính Mỹ ha. Năm 89 nha. Đời 89. Rồi. Ok. Ok nghe các bác. Rồi, cũng mới, độ mới rất cao luôn. Kích thước như nhau nha, kích thước này như nhau, em khỏi lo. Cái dây như này còn cứng như này, mới lắp này không biết sử dụng chưa, nhưng mà còn rất mới, cứ cho 97% đi. Rồi giờ kiểm tra lỗi. Cho nên nhiều khi bán mấy cái này may đuổi lắm các bạn, hên hên thì nó không sao, tôi nhìn cái thấy lỗ là mất ngay thùng bia hơi rồi. Rồi một nửa này là không tì vết nè. Một nửa đầu rồi không tì vết luôn, con này không tì vết nha các bác, không lỗi lầm tì vết, 97%. Rồi em bán
1.300.000 mới lắm nha các bác, 97%, 1.300.000. Rồi kích thước thì như nhau em khỏi đâu, mã số 82 nha các bác, 1.300.000 mới lắm, 97% trở lên nha. Rồi 1.300.000, kích thước thì như nhau em khỏi đâu. Rồi tiếp theo, tiếp theo em lên một cái áo thủy thủ, một con áo thủy thủ em tặng size 44L, 44L áo thủy thủ trắng nha. Rồi đời 2006, áo thủy thủ màu trắng, hình như nó có vết dơ đâu đây này, cái này thì giặt ra này. Mình bờ thế thôi, chả đáng kể đâu. Và đây nữa nè, về ngâm giặt vô mà màu trắng các bác có thể sử dụng thuốc tẩy được nha, nhưng mà đừng để dính thuốc tẩy vô đây nó ra màu xanh nữa. Rồi thân trước sạch, thân sau sạch, và size to này các bác từ 70 đến 80 cân được nè, mét 65 đến mét 75 nha, em khỏi đo à, em khỏi mặc thử nhưng mà vẫn phải đo. Vai 47, cái này về giặt là ra đấy, tay 61, còn lại nó ok lắm nha, còn lại mới, đồ mới cao, có điều nó dính dơ thôi. Rồi dài 70, tặng nha các bác, lên cho em cái mã số 83 em tặng. Tất nhiên là bác nào có đơn nha, rồi sẵn tiền em gửi luôn, nó đỡ mất công cho em. Rồi tiếp tục, một cái áo phăng xe. Ô, con này mới, áo jacket nha, chứ không phải áo satin, vải thì vải satin nhưng mà nó là jacket mới lắm, mới lắm nha các bác. Tại hàng được này về thì nó nói chung là em cứ lên hàng đẹp trước, mấy con này là mấy con xấu thì em cũng không lên chi đâu, mới lắm nha. Này nó, cái này nó ép giống cái cứng nút thôi, không vấn đề, này nhỏ xí, xù cái sợi vải chứ không phải là rách, hơi xù cứng hột nút thôi, còn lại nó mới lắm nha. Có điều tất nhiên nó đã qua sử dụng, và cái cổ nó có vết mồ hôi, các bác nhìn cổ tay. Còn như thế này, cái này là jacket nha các bác, jacket thì nó sẽ đắt hơn áo satin đấy, có a tay và có cả bo bên trong này. Các bác đi côn trùng là nó không có bay vào được, và có cả yếm luôn để chống côn trùng. Cái này về giặt giùm em thôi, cái này nó mồ hôi thôi nha các bác, mồ hôi thôi nha. Rồi jacket của Pháp nha, mới, độ mới cao lắm, có điều cái cổ thì nó sử dụng nó có mồ hôi thôi. Đó, nhìn cái độ mới của nó này, chung là 96 khỏe, còn có mồ hôi em cứ cho 95 đi. Quay cổ, rồi 70 đến 80 cân, cao mét 6, mét 67 trở lên, cái này nếu mà đẹp phải mét 67 trở lên đấy các bác, mét 67 đến mét 8 cũng được, cái này nó hơi dài nha, hơi dài, nếu mà đẹp phải mét 68 trở lên thì đẹp hơn. Các bác có thể rút cái dây bo lại, rồi em bán 500.000, 500.000 đồng. Cái cổ nó hơi mồ hôi thôi, nó là jacket nha. Vai 52, nút gài, tất nhiên là phi gài, tay 65 và dài 86, 500.000 đồng, mã số 84. Rồi tiếp tục còn cái cũng giống vậy luôn, nó cũng là jacket luôn nha, jacket cho con này thì cũng còn 92 được, 90 đây, chờ 90%, nó giống cái kia thôi, y chang,
này thì nó đã qua sử dụng còn 90%, đời 69 nha, đời 69. Ủa, con kia đời bao nhiêu quên, nãy chưa giới thiệu đời vậy đúng không các bác? Con này đời 68 nha, con này đời 68 và đây là đời 69. Rồi con này em bán 400.000. Rồi cũng 70 đến 80 cân, hai cái chắc cùng size. 400.000 đồng. Đều mọc 90%. Bác nào thích bụi bặm thì cho con này. Bác nào thích mới thì cho con kia. Rồi, vai 50. Tay 63. Và dài 83 nha. Mã số 85, 400.000 đồng. Tiếp theo. Tiếp theo lên một con mờ số, cái này bữa giờ em tới lên cái dòng này nó nhiều lắm mà không biết của con nào. Nó giống như của Đức hay gì, không biết. Bữa giờ mấy cái dòng áo sơ mi là bữa em cũng lên nó cũng cái tem nó y như thế này. Này, chúc chưa biết của nào các bác. Mà không biết cụ lính hay không cũng chưa biết luôn. 599. Rồi, nói chung không biết đi cho nhanh. Chất vải nó là satin luôn á nha. Nó dạng satin nhưng mà cái vải nó hơi láng láng ha. Nó láng hơn là vải của Mỹ. Tại khá rồi, tên dáng này. Cái này nó kiểu dáng nó gần giống mề số 5. Rồi, cũng dây kéo nhựa nha. Nút gài. Nút gài chìm nha. Nói đây nè các bác, cái tem này. Này chưa nghiên cứu ra, chưa biết của con nào. Mấy cái hộp nút nó cũng biểu tượng nhiều lắm. Trước em lên này, giống như của Tiệp Khắc hay của Đức gì đó. Nhưng mà không dám chắc là phải của lính hay không. Nói chung không biết cho nó nhanh. Không biết, cái gì không biết cứ cho nó vô hàng thương mại, cho nó nhanh. Mình sẽ nói bừa nhiều khi. Không biết, cái gì đã không biết là cứ cho nó vô hàng thương mại đúng không các bác? Nói bừa nhiều khi nó trực tùm lum các bác chửi nữa. Cú chồng. Rồi, ok. Ồ, cái lót bên trong nó cũng cùng loại vải luôn đấy các bác. Tức là cái lót nè, nó cùng vải với cái lót ngoài luôn nha. Cái màu cũng hay lắm á, màu dạng cũng nòng súng đó nha. Màu dạng nòng súng đó. Rồi, form dáng nó giống áo 10 số 5 đó. Đây, cổ nè. Thân nhựa, cổ nhựa, có nón nha. Mật độ mới cũng cao. Rồi, đó, túi nè. Túi y như mà số 5, túi nút chìm. Túi dưới cũng vậy nha. Đó, cũng nút chìm đây. Dây nút dưới nè. Dây eo. Có luôn, có dây eo luôn nha. Lót cùng loại vải luôn. Chưa biết size gì. Cái size nó có ghi nhưng mà mình, của châu Âu mình không có hiểu được cái size của nó. Cũng độc lạ đấy các bác, cái vải cũng ok lắm nha. Chiếc vải nó đây nhìn nó giống vải satin nhưng mà nó hơi có độ láng láng nha, vải nó láng hơn là satin. Rồi nút có thể tăng giảm được. Rồi tay cái này các bác phải trên 1m72. Cái này nó dạng như cái này các bác tầm dưới 77 kg, dưới 77 kg, 80 được. 80 các bác thì cao trên đến 70-80 cân. Rồi, cỡ như em mang ok 67-80 cân và cao trên 1m72 thì đẹp hơn. Hoặc là 1m74 trở lên. Nói chung càng cao càng tốt, 1m8 càng tốt. Dài lắm nha, cái này nó dài. Cái thân này có thể các bác cắt được này các bác. Rồi, mới lắm, cái này mới. Rồi. Em bán mới lắm, có điều nó hơi dài, các bác nào cao cao thì ngon. Rồi, màu nòng súng cũng hay đấy các bác. Kiểu dáng nó như mà số lắm này. Quay cổ rồi đàng hoàng nha. Rồi. Em bán 550.000 à, mới lắm. Đồ mới phải 97 được đấy.
mở lưng ở đây đủ này. Kiểu nó như M65 đấy các bác. Bác nào cao có thể cắt cái like được. Nó gần giống đó nha, cái tay thì nó không giống đâu. Tay thì nó không giống, nó tương đương medium long nha các bác. Vài 52 nè. Tay 67 nha. Nó tương đương medium long của áo 165. Đó, và dài, dài hơn, dài tới 88 lận, dài hơn nhiều nha. Rồi. Nhưng mà được cái độ mới cao. Màu cũng độc lạ đấy. Rồi, nặng đấy nha. Con này nặng hơn 165 chút đấy, phải 1,7 kg, 1,8 kg đấy. 550.000 mã số 86 các bác. Rồi, tiếp tục. Đây một con áo compact. Compact ha. Một cái áo compact. Multica, rồi size small. Các bác từ 50 đến 60 cân ha. Còn các bác nếu muốn ôm thì 60 đến 65 cân thì nó hơi ôm. Chuẩn Mỹ. Made in USA. Chuẩn Mỹ nha. Rồi áo Multica. Cái này thì nó dơ bao ra, nó dính gì thôi. Bao ra nha. Túi. Rồi, còn cũng ổn hết, mắt thần đầy đủ nha. Rồi. Ok, về giặt là sạch là mang thôi, đồ mới cũng còn ổn hết nha. Đây, đồ mới cũng phải 94% đấy. Không lỗi lầm tì vết nha các bác. Rồi, và size đẹp. Size các bác lưu ý nha, 50 đến 60 cân. 50 đến 55 là thoải mái ha, 55 đến 60 là vừa. 60 đến 65 là hơi ôm. Còn các bác nào thích body ôm luôn, mặc từ 65 đến 70 cân mà vẫn vừa nghe, tại cái này nó co giãn tốt lắm. Rồi, em cái này em học hỏi thử đi. Vai ngang ngực là 51 nè. Ngang ngực 51. Chiều dài 74. Nói chung là còn ok, không lỗi lầm tì vết nha các bạn. Rồi, size đẹp em bán 450.000. 450.000 đồng. Mã số 87. Tiếp tục. Rồi một con ACU. Compact ACU. Con này size M là từ 55 đến 65 cân. 55 đến 60 là thoải mái nha. 60 đến 65 là vừa. Còn 65 đến 70 là gọn, hơi ôm nhẹ nhẹ thôi, gọn thôi. Còn 70 đến 75 là ôm. Đó, chuẩn Mỹ. Chuẩn Mỹ, tất nhiên. Tất nhiên là nó hàng phong cách lính ha. Có logo nha, Army Strong. Mắt thần đầy đủ, độ mới cũng trên 94%. Độ mới 95 được đấy. Không tì vết. Rồi. Không tì vết nha, có logo luôn. Em bán 400.000 đồng. Độ mới cao. 95% khỏe đấy các bạn. Size medium của hãng Masip nha. Độ thun toàn bộ, cái kiểu thun hết đường may của nó, chuẩn Mỹ hết nha các bác. Chuẩn Mỹ. Rồi. Ngang 50 nè. Và dài. Dài 78 nha các bác. 400.000 đồng mã số 88. Cái này chắc em mặc cho các bác xem luôn. Này size medium. Nó có thêm cái logo ngực nè, không phải cái nào nó có logo ngực cho coi. Đó, em là mấy 68 và 68 cân. Rồi, các bác cao thì chịu 3K bao nhiêu cũng được. Nó hóc cái bụng lại để đẹp hơn. Rồi, ok. Đó, vẫn thoải mái nha. Thì các bác cứ hình dung đi, chiều cao cân nặng của các bác để hình dung. Em là 1m68 và 68 cân.
hơi có bụng chút thôi, hóp bụng lại là thoải mái rồi. $400.000 mã số 87 đúng không các bác? À, này em các bác đợi em chút. Cái này 87 rồi. 88. 400.000 mã số 88 nha. Đúng chưa? Rồi nó có thêm cái logo này. Có thêm logo ngực nha. Rồi tiếp theo. À, còn con này, con này cũng đẹp, mới lắm nha bác. Con này mới lắm nha. Con này em bán rồi, mới lắm, mới chưa sử dụng nó có đấy. Chất liệu caro rip top. Cái này nó có lớp bông ở giữa này, bảo vệ cùi chỏ ha. Cái này size medium. Rồi đó, bác nào thích thoải mái là tầm 65-70 cân, còn gọn gọn thì 70-75 cân, ôm thì là 75-80 cân, rồi 60 cân cũng được nữa. Rồi mới lắm, cái này rất là mới nha, tất nhiên hàng thương mại thôi. Túi tay hai bên mắt thần có không? À, không có mắt thần. Ok, mới lắm nha các bác. Đây là chiếc vải caro rip top này, thân là vải thun nha, thân là chiếc vải thun. Rồi bán 500.000. 500.000 đồng. Ok. Multica. Tất nhiên nó là hàng thương mại thôi. Của hãng Chusbit. Chusbit. Tất nhiên thương mại. Size medium. Gia công tại Honduras, từ Mỹ đó, tức là thương hiệu của Mỹ. Gia công tại Honduras. Rồi. Cái này tay đắp lăng em khỏi đâu. Em bán 500.000 đồng. Ngang ngực 55 nha các bác. Và dài 74. Mã số 89. Tiếp theo. Tiếp theo lên cái ba đi suy lên cái cổ nó hơi có mồ hôi, hơi phai phai này nha, lại nó hơi dơ mồ hôi thôi đây, mờ mờ thôi. Rồi size gì đây, về giặt giúp em thôi. Medium regular. Úi trời, này nóng mà lên cái này nặng nha các bác, nặng phải 2 kg mấy đấy. Cả lót thì có tháo rời được nha, lót tháo rời được. Đời bao nhiêu đây, chuẩn lính Mỹ nha, năm ngày 3 tháng 2 năm 1951 này. Mẫu rập là 1950, mẫu rập ngày 24 tháng 11 năm 1950 và cấp phát ngày 3 tháng 2 năm 1951 nha các bác. Rồi cái này cái lót đó, nó bị rách rồi, nó rách cái lót rồi nha các bác, không thích thì tháo cái lót đi thôi. Đây nó rách cái lót rồi nha, còn ở ngoài lết một lỗ ngay đó. Rồi còn ở ngoài thì mất đai nịt rồi các bác, mất cái đai nịt rồi. Cái này về các bác gỡ đi giúp em. Cái này nó còn cái này là về gỡ đi, cái qua cái này cái đĩa đấy các bác, nhưng mà nó cắt đi, còn dính về tháo giùm em luôn đi, nó mất đai khỏi xài đai. Bên này còn lai để. Cái này nó có lỗi về cái này các bác đây, nói chung là nước màu còn 90%, nhưng mà nó bị rách đây này. Về giặt giùm em, cái này bác lưu ý là rách ngay cái lai nha, nếu về các bác chịu khó đưa cho thợ, ví dụ họ lên lai giùm em, cho lên tới đây luôn được nữa, lên tới đây thì coi như mất đi 5 phân nha các bác, thì sẽ mất được cái dấu này. Tất nhiên nó là cái lỗi ha, nó là cái lỗi, nhưng mà nó nằm dưới cái lai, các bác cứ đưa ra thợ họ cắt cho, họ cắt cả cái lót lên luôn.
Còn cái lót nỉ thì nó còn cao lắm, nó còn tới cả 15 17 phân lận. Cho nên cắt cái này ha, lên thì nó sẽ mất cái này. Rồi bác nào thấy nhắm về xử lý được thì chốt cho em con này. Và size mê đương đương luôn. 67 đến 80 cân. Và ADC thì có thể mặt rộng một chút cũng được, cho nên em cho cái số cân nó dài dạng này. Thậm chí 65 cân nếu các bác mặc thêm áo. Áo phi la kết bên trong ha. Rồi full lót nha các bác. Full lót, tất nhiên cái lót nó cũng rách một tí. Nhưng mà về cũng đều mau đấy, nó tầm 90% trở xuống này. Không trở lên được. Tay nó cũng hơi mềm mại tí. Rồi. Nhưng mà cũng còn ổn nha. Tay mà nhẹ đấy, các bác có thể thấp hơn có thể cắt cái tay luôn được. Rồi 67 đến 80 cân và cao. Nếu mà tay như thế này phải trên mới 68 được. Còn nếu các bác thấp hơn thì cắt cái tay đi. Nó hết cái vết sờn này, nó bị tí chỗ này thôi. Rồi em bán. Lót nó cũng lỗi, em bán 600 ngàn. Bác nào thấy hợp lý chốt cho em con này. Về xử lý cái chỗ này cho em nha. Rồi tất nhiên giá này theo em là hợp lý, đời 51 mà áo nói chung là chỉ có lỗi vậy thôi. Và bác nào thấy hợp lý chốt về vào mùa mà. Cái mùa này mang không nổi đâu. Tất nhiên cái lót nữa nha, lót nó cũng bị lỗi nhưng mà bên trong thì chả sao. Mã số 90 em bán 600 nghìn. Cả lót luôn đây các bạn. Nặng lắm. Cái này phải cả lót còn phải 3 kg đấy. Rồi vai 50. Thực chất giá này theo em là hợp lý. Tất nhiên nó có lỗi rồi. Tay 66 và dài 118 lận. Các bác cắt lên 4 phân còn 114 vẫn dài thoải mái. Rồi 600 nghìn đồng mã số 90 nha các bác. Em lên trái vậy đi. Con này cũng còn cũng còn ổn nha. Con này nó cũng bị rách cái này, nhưng mà cái này thì xử lý nó dễ hơn. Đúng hai cái nó bị ngay cái lai các bác. Nhưng mà đây nè, các bác nhìn nha, nó bị cái trong cái chữ A, trong cái chỗ xẻ thôi. Bên ngoài thì nó lại không bị. Cái này xử lý thì nó dễ dàng ha. Các bác cứ, tại cái này cái lớp bên trong nha, không vấn đề các bác, một là để vậy. Còn muốn đẹp về xử lý mà em nó cũng rách dưới cái lai hay về các bác. Bị cả hai cái rách dưới cái lai. Đó là hai lỗ này nó đều nằm trong cái miếng bên trong nha. Còn bên ngoài là không bị. Thì về các bác cho thợ họ tháo cho này ra, họ lên like cho một like vậy thôi thì coi như giải quyết được. Cái này thì đơn giản hơn. Rồi chỉ cần lên cái miếng này thôi, cái like không cần lên cũng được nha các bác. Rồi và con này còn đai nịt nè, còn đai nịt nha. Chất vải thì cũng ok lắm, nó giống vải M51 nhưng mà nó cái này nó vừa phải, không dày lắm. Cái này con gì làm tổ đây, cái con gì đó. Đó, cái này dính về giặt bao ra nha. Con giống con nhộng, con dán như tổ dán các bác. Rồi cái này về giặt bao ra nha. Em cạo nó bay cái lớp kia rồi. Nó còn dính lại tí nữa. Rồi, nó được cái này mất cái kia. Con này cũng lỗi lót. Ủa, cái lót lại te tu. Nó lại không rách lót ở dưới nhưng mà nó lại bạc ở trên này các bác. Cái lót này, cái phần này nó lại bị bạc. Rồi tất nhiên thì nếu mà bên trong thì các bác không cũng cùng size medium regular luôn. Bác nào thấy phù hợp một chút nè, medium regular. Cái này thì bạc thôi, nhìn có thể nó không đều, nhìn hơi mất thẩm mỹ thôi. Nhưng mà nhiều khi bề mặt thứ nhất là mặt bên trong, thứ hai các bác có thể tháo đi. Rồi bên ngoài màu đều nha, trên 90%. Con này trên 90%. Nhưng mà nhìn nó bụi bặm đấy. Tất nhiên cũng cho 90%. Nhưng mà đều không sờn không rách gì bên ngoài nha. Không sờn không rách, nó chỉ rách tí ngay cái lai như em đã báo thôi. Cũng khá sạch sẽ đấy. Rồi, ổn. Theo em là ổn. Và quan trọng cái giá nó có ổn hay không nè.
cái này hơi có nếp phai phai nhẹ nhẹ ngay phía sau tí mờ đó, sâu cùi chỏ nghe, phía sau nhẹ thôi, cũng không vấn đề. Rồi cái này size nó cũng cùng với cái nó cũng như cái kia thôi. Rồi cũng từ 65 cũng được, 65 đến 80 cân. Bác nào 80 cân thích thoải mái thì tháo cái lót ra. Được rồi, cái này có vẻ ngắn hơn cái kia. Này cái này các bác cao 1m72 độ lại được. À, cái lót nó gài sai rồi. Em gỡ hộp nút đi, nó gài lịch cái hộp nút. Rồi, ok. Tháo cái lót ra nó dài hơn chút. Rồi, 1m65 đến 1m75, ok. Rồi con này em bán 700.000 đồng cả lót luôn nha các bác. Rồi, quan trọng là các bác thấy con nào hợp lý thôi. Tất nhiên chuẩn lính Mỹ ha. Chuẩn có phát lính Mỹ. Quên. Lấy cái giấy khai sinh cho các bác nhé. Cái quan trọng nhất của cái áo mà quên nữa thì thôi. Rồi, chuẩn có phát ngày 25 tháng 1 năm 1952. Mẫu rập ngày 24 tháng 10 hay 11 thì quên rồi, 1950. Rồi xe medium regular nha. Rồi em bán 700.000 đồng. Vai 46, à, vai 48. Tay 65. Và dài 115. Mã số 91 nha các bác. Cái chỗ này là nó tục chỉ ta về bắt đạp lại thằng lót này. Khâu không thì mình khâu tay cũng được. Mã số 91 nha, 700.000 đồng. Rồi, chắc là cũng dài rồi các bác. Bao nhiêu phút rồi? Rồi, 57 phút rồi chắc. Chắc là cũng video nó cũng đã dài rồi. À, còn cái em lên cái này. Lên cái cho nó đủ 1 tiếng các bác. Con này cũng còn ổn đấy, nó con này em bán 300.000. Con này áo tiệp khắc nha, chuẩn lính tiệp khắc. Rồi. Độ mới cũng cao lắm. Có nguyên đai nịt luôn. Nhưng mà size chắc còn hơi to. Màu hanh đó. Này cũng phải từ 80 78 kg trở lên. Hoặc là bác nào thích mặt rộng có thể mặc cao bên trong, mình mặc bên ngoài cũng được. Cao 1m65 trở lên. Còn nguyên đây thì độ mới thì cao nha. Độ mới 95% trở lên. Chất vải nó đây. Cũng ok lắm. Rồi. Bác nào thấy hợp lý chốt cho em. Có dây rút luôn nha. Cái dây thì nó hơi lão hóa. Nó chỉ dơ tiếng ngay đây thôi nè. Về giặt giúp em thôi. Nhưng mà mờ nó không, cũng không đáng kể đâu. Tí đó thôi. Tí đây nữa nè. Mờ thôi, không đáng kể. Tất nhiên là em phải báo rõ ràng. Rồi, một lớp thôi nha các bác, cái này một lớp thôi. Rồi em bán 300.000 đồng. Nói chung là độ mới nó cao đấy. Cái cổ này nó cứng một tí, xíu không đáng kể. Nói chung có đáng kể cho đúng không các bác? Nhưng mà phải kể chứ không kể thì không được. Không kể các bác kêu thằng này nó giấu lỗi. Cho nên hàng em bán bác yên tâm, nó không phát sinh thêm lỗi đâu nha. Hàng có sao báo vậy. Ngày mai trước khi em gửi em còn phải kiểm tra lỗi thêm một lần nữa. Cầu vai các bác tháo rời được. Rồi em bán 300.000 đồng. Vai 55. Tay 60. Và dài 83 nha các bác. 300.000 đồng, mã số 92. Rồi, chắc là vậy đó các bác, cũng một tiếng đồng hồ rồi. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ha. Và nếu các bác chọn được mã nào, gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo vào tối mai nha các bác. Xin chào và chúc một ngày tốt lành. Xin chào các bạn.